Tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội xảy ra tình trạng các đơn vị thuê đất của công ty cổ phần Cồn Giấy Rượu sản xuất và gây ô nhiễm trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần Cồn Giấy Rượu Hà Nội, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Hiện đơn vị này vẫn hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra. Khu ruộng trồng hoa này của gia đình anh Nguyễn Văn Đông ở Tây Tựu, Hà Nội, đến xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ thuê đất để canh tác. Ngay cạnh khu ruộng là mương nước tưới tiêu đi qua. Thế nhưng từ gần 2 năm nay, anh không dám sử dụng nước ở mương này để tưới cho hoa, mà phải khoan giếng để lấy nước tưới. Xã của tôi tưới tiêu ở đây thì tôi không có nước tưới, thì tôi mới tưới nước ở đây. Thì ở bên này họ chưa xây tường. Thì còn cái ao đây, tôi xả nước cái ao ra thì nước thải đây nó cũng chảy chung với cả cái đường xanh này. Thế nên tôi tưới vào thì năm đầu thì nó còn hỏng ít, năm sau nó hỏng nhiều. Cái là tôi phát hiện ra khi mà tôi tưới thậm chí cái lá cây nó còn nhóng nhoáng cả chất dầu. Thế mà lá nó có chất dầu thế nó bị đốm lá với cả chết rễ cây. Thế là tôi phải ngừng chứ không dám tưới nữa. Dòng nước ở đây có màu như thế này và bốc mùi khó chịu. Theo phản ánh của người dân, vào những ngày mưa thì nước thải bị xả trộm ra theo nước mưa có màu đen đặc. Không những thế, những ống khói này còn xả khói bụi gây ô nhiễm. Nguyên nhân tình trạng ô nhiễm nước thải và không khí tại đây chính là do các doanh nghiệp thuê đất làm nhà xưởng của công ty cổ phần Cồn Giấy Rượu Hà Tây quản lý để sản xuất đã xả thải ra môi trường. Cụ thể là công ty cổ phần thương mại Vĩnh Hưng chuyên sản xuất miến và bim bim. Người dân đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền xã, thế nhưng xã cũng bất lực không xử lý được, phải chờ cấp cao hơn can thiệp. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân về cái việc là ô nhiễm môi trường ở khu vực công ty cổ phần Cồn Giấy Rượu nằm trên địa bàn của xã, thì các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền địa phương đã chỉ đạo chính quyền và trực tiếp là anh em chúng tôi cũng đã xuống cơ sở để kiểm tra hiện trạng và thiết lập các biên bản tại cái thời điểm kiểm tra. Và sau khi tiến hành kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy là nó vượt quá cái khả năng cũng như là cái điều kiện của địa phương. Vì vậy là chúng tôi cũng đã thiết lập các cái báo cáo để báo cáo phòng tài nguyên cũng như là ủy ban nhân dân huyện theo cái kế hoạch, và cũng đề nghị là phòng tài nguyên của huyện cũng như là ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ có cái kiểm tra để giúp đỡ địa phương trong công tác giải quyết ô nhiễm môi trường tại công ty cổ phần Cồn Giấy Rượu. Các văn bản xử phạt của huyện đã có, thế nhưng ô nhiễm vẫn diễn ra. Đặc biệt, ngày 18 tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cử đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường tại khu đất của công ty này, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời và phương án xử lý.